Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, tại bản Nòng Nhao, huyện Na Sai Thong, thành phố Viêng Chăn, Lào, lực lượng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng với Cục Cảnh sát chống ma túy Bộ An ninh Lào đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng gồm Tấn Và, sinh năm 1999, dân tộc Mông, trú tại bản Hủy Ngân, huyện Khọp, tỉnh Sai Nha Bu Ly và Cai Lì, sinh năm 1989, dân tộc Mông, trú tại bản Sai Trạ Lơn, huyện Hủy Say, tỉnh Bô Kẹo, quốc tịch Lào, khi đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin, một xe ô tô Fortuner và một số tài liệu có liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.